Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống để giúp cho chúng ta có cái cuộc sống ngày càng nó tươi đẹp và nó hạnh phúc hơn. Và quay trở lại với chủ đề hôm nay, mình muốn chia sẻ cũng như là phân tích cái tướng tai của một bạn này đã hữu duyên với mình. Bạn này đã gửi cho mình qua cái trang fanpage cũng một thời gian khá là dài. Các bạn gửi tin nhắn cho mình thì hãy cố gắng chờ đợi, đừng nôn nóng quá. Tất cả nó khi mà cái nhân duyên nó đã hội tụ đầy đủ thì nó sẽ đến thôi, không có cái gì gấp gáp. Mà nhiều khi tại cái thời điểm đó các bạn có một cái vấn đề gì đó mà ngay cái lúc cái nhân duyên nó chín mùi thì mình mới có thể khuyên được một vài lời. Còn nhiều khi nó đã qua cái thời khắc đó rồi thì cũng có những lời khuyên nó cũng không còn có một cái ý nghĩa nữa đến cái thời điểm đó. Và bạn này năm nay cũng đã 29 tuổi. Bạn này có chia sẻ với mình một đôi lời rằng là bạn này hiện là một cái Phật tử tại gia. Và tại nhà hình như là cũng có buôn bán kinh doanh về cái gì đó. Nhưng mà nó cũng không được gặp một sự thuận lợi trong cái cuộc sống cho lắm. Trước tiên thì mình cảm thấy có một cái điều mến mộ đối với bạn này, đó chính là bạn ấy chính là một Phật tử tại gia. Trong cái cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay thì mà nói chính xác hơn, đây chính là cái thời kỳ mà mạt pháp, tức là những cái kinh điển của Phật pháp, của chánh pháp để lại nó không còn được nhiều người biết đến nữa, mà bên cạnh đó có nhiều cái chướng ngại chướng duyên khiến cho chúng ta không tiếp cận được đến những cái giáo lý của Phật pháp, mà đi theo cái hướng tà đạo thì nó sẽ là một cái điều gì đó rất thiệt thòi đối với chúng ta. Mà một cái kiếp người thực sự mà nói rất khó để mà có thể đặng được. Cho nên chúng ta tu đúng là một cái điều gì đó nó hết sức là có cái phần phước may mắn cực kỳ đối với chúng ta. Chúng ta thấy cái tướng tai của bạn này có ngón cái rất là đẹp. Nó đẹp hơn so với các ngón còn lại. Chúng ta thấy nó vừa to, các cái đốt thứ nhất và đốt thứ hai khá là cân đối với nhau, cho thấy đây là một cái người mà họ rất tự tin. Và họ cũng là một cái người có cái tính nhân văn nữa. Có thể đây là một điều gì đó nó rất thích hợp đối với người này, bởi vì cái bản tính của người này nó là như vậy. Mà chúng ta biết rằng bạn này cũng là một Phật tử tại gia. Cũng là một cái Phật tử tại gia. Mà chúng ta biết, cho dù một cái Phật tử tại gia hay là một người đã xuất gia, thì chúng ta chưa thể khẳng định được cái con đường tu đạo của người nào có thể đạt đến một cái cảnh giới vào một cái bậc thánh. Chúng ta không thể và chưa thể nào nhận định nó một cách liền được. Mà đôi lúc có những người Phật tử tại gia, họ có một cái sự tinh tấn nào đó, họ cũng có thể đạt được một cái sự kết quả lợi lạc trong cái việc tu tập của họ. Khi mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì có một lần Ngài đi khất thực trong một khu làng. Thì có hai vợ chồng của ông lão kia, vì thấy cái sự uy nghiêm của Đức Phật và thấy người có cái hình tướng đẹp cũng như là cái giáo pháp của người có thể đem lại cái sự lợi lạc, cho nên hai cặp vợ chồng đó muốn xuất gia đi tu làm đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nhìn được cái căn duyên của hai vợ chồng đó và Ngài mới nói rằng hai con không cần phải xuất gia, mà hãy sống một cuộc đời tại gia. Chỉ cần giữ được năm cái giới thì cũng là một cái đệ tử của ta. Cho nên Đức Phật đã dùng mọi cái phương tiện để có thể phù hợp với mọi căn cơ của người đó.
một Phật tử tại gia cũng vậy, nhưng mà có một cái điều mà mình lưu ý đối với bạn này và đối với những bạn hoặc là những anh chị cô chú cũng là một cái Phật tử tại gia. Khi mà mình đã là một cái Phật tử tại gia rồi thì nó còn rất nhiều cái chướng ngại so với những người vị đã xuất gia, chẳng hạn như là con cái, vợ chồng, những cái mối quan hệ gia đình hàng xóm, hoặc thậm chí là có những Phật tử mà họ kinh doanh nữa. Họ kinh doanh nữa. Mà cái việc kinh doanh này nó sẽ là một trong những cái chướng duyên. Bởi vì kinh doanh thì chúng ta phải bắt buộc nhiều khi chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, buôn bán nó bị áp lực bởi tiền tài, nó sẽ dễ đưa chúng ta đến cái sự tham và sân ở trong đó, cho nên rất khó để có được một cái tâm nó tịnh để mà chúng ta tu hành tại gia. Mà đặc biệt là nếu không khéo chúng ta làm những cái việc mà nó không phải là chánh mạng nữa thì nó sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Chánh mạng là một trong cái nhánh mà trong tứ diệu đế, mà cụ thể là ở trong Bát Chánh Đạo Đức Phật đã từng dạy. Chánh mạng tức là một người nuôi sống cái bản thân của mình phải bằng một cái nghề nghiệp chân chánh lương thiện, mà phải né ra những cái năm cái việc sau đây nè. Thứ nhất là không phải là người đồ tể giết súc vật. Thứ hai là không làm những cái nghề mà buôn bán người hoặc là buôn bán đồ vật gia súc. Thứ ba là không buôn bán về thuốc nổ, các cái loại vũ khí. Thứ tư là không buôn bán những cái chất gây nghiện như là rượu bia rồi đó. Đó, những cái thứ đó là chúng ta tuyệt đối không bao giờ đụng đến. Bởi vì nếu sử dụng đến cái điều đó thì là một Phật tử tại gia thì chúng ta sẽ vi phạm, thì cái việc mà tu hành của chúng ta sẽ rất khó. Cho nên đây là một cái điều lưu ý đối với mình mà mình muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn. Và chúng ta thấy các cái khe ở trên lòng bàn tay của bạn này, chúng ta thấy là nó có một cái khoảng cách, tức là các ngón tay nó không có cái độ khít với nhau, cho thấy cái khả năng về tài chính và cái khả năng tích lũy về tài sản của những người có tướng tay như thế này thì họ sẽ không được may mắn thuận lợi so với những người khác. Chúng ta thấy các cái gò, đặc biệt là các cái gò mộc tinh và cái gò thủy tinh thái dương ở trên đây, nó không có nhô cao, cho thấy cái phước của bạn này vẫn còn hơi thấp. Cái phước nó vẫn còn hơi thấp. Cái gò thái âm và thì nó đỡ hơn tí xíu. Cái gò kim tinh thì nó đẹp hơn. Chúng ta nhìn vào các gò, chúng ta sẽ thấy được cái phước của người đó nó lớn hay nó bé. Cái phước rất quan trọng. Bởi vì Đức Phật khi mà còn tại thế cũng khuyên các đệ tử và khuyên tất cả chúng sanh nên làm phước. Nên làm phước khi mà có thể. Bởi vì cái phước đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái cơ duyên thuận lợi trong cái việc tu tập. Và cái việc làm phước nó cũng là một trong cái việc làm căn bản đối với một cái người mà đã đi vào cái con đường tu tập. Bởi vì khi mà một người biết làm phước, biết cho đi thì đó chính là cái cách mà họ thể hiện được, học được cái sự từ bi của mình, biết cho đi, biết phụng sự, biết hỷ xả. Đó là một trong những cái bước căn bản đầu tiên đối với một người Phật tử. Thì chúng ta phải làm phước rất nhiều. Rồi sau đó mới đến những cái việc giữ giới, năm giới hay là tám giới, vân vân, rất nhiều. Cái việc làm phước đó là một trong cái việc làm cơ bản đầu tiên như vậy đó. Ví dụ như một người mà họ mới bị bệnh,
thì bác sĩ không nên cho uống một cái liều thuốc trị bệnh ngay, mà phải cho họ uống một cái liều gì đó nó từ từ, tức là uống thuốc bổ trước rồi sau đó mới đi vào cái căn bệnh đó. Nó cũng có cái từng bước như vậy để chúng ta phù hợp với những cái căn cơ của mình. Việc làm phước là một trong những cái việc làm cơ bản đầu tiên, mà nếu chúng ta thiếu phước, kém phước thì cái việc tu tập của mình sẽ có rất nhiều chướng ngại, rất nhiều chướng ngại. Cho nên đối với cái tướng tài này, chúng ta thấy bạn này có các cái gò nó không được nhô cao và cũng không được đầy đặn cho lắm. Cho nên mình có một lời khuyên là hãy cố gắng làm phước thêm nữa, làm phước thật nhiều. Phước nó không chỉ giúp chúng ta những cái điều đó, mà nó có thể nuôi dưỡng nhiều cái phẩm hạnh ở trong con người mình lắm. Cho nên chúng ta hãy nhớ. Và chúng ta thấy cái con đường trí đạo của người này, trí đạo của người này khá thẳng. Đây chúng ta thấy. Tuy nhiên nó có cái đứt khúc ở chỗ này thôi. Nó có cái dấu hiệu hơi đặc biệt ở chỗ này. Thì người này tính tình cũng rất là khẳng khái, rất là khẳng khái, tự tin đó. Nhưng mà đôi lúc là có cái tính gọi là bất chấp. Tức là mình rất giỏi cái trong cái việc mà xây dựng, đưa ra những cái kế hoạch. Nhưng mà bên cạnh đó còn có một cái là nhiều khi bất chấp. Nên cái việc bất chấp này nó cũng là một cái con dao hai lưỡi đối với bất kỳ chúng ta. Chúng ta thấy cái con đường định mệnh sự nghiệp của người này nó cũng có, nhưng mà chúng ta thấy những cái đường này nó rất yếu ớt. Nó rất yếu ớt. Nó không có liền mạch sâu thẳng, cho thấy cái phước của chúng ta nó vẫn còn rất kém. Có một cái điều là như này, trong cuộc sống của chúng ta, một người nào đó khi mà sự nghiệp của họ, chúng ta thấy họ rất phát triển thành công và hầu như là vượt bậc hơn so với những người khác, thì đó cũng là một cái quả mà ở một cái nhân duyên trước họ cũng đã từng giúp đỡ cho người khác thành công rất nhiều rồi, thì cái quả đời này họ phải hưởng được những cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự nghiệp của mình mà nó có cái nhiều cái chông gai trắc trở, thì chúng ta hãy hiểu được rằng là cũng rất ở một cái kiếp xưa nào đó về nhân quả mình cũng đã từng giúp đỡ, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái giúp đó của mình nó cũng chưa có đưa cho người ta đi đến cái bờ bên kia, tức là chúng ta giúp giữa chặng đường, thay vì ta giúp đến nơi đến chốn mà ta giúp giữa chừng hoặc là giúp một đoạn thôi, thì cái chính cái nhân đó những cái đời sau chúng ta cũng có được cái phước, nhưng mà cái phước đó nó không trọn vẹn, cái nhân quả nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái con đường công danh sự nghiệp của người này nó cũng như vậy, cũng như vậy. Nhưng mà được cái chúng ta thấy cái gò kim tinh của bạn này nó cũng có những cái vân âm đức. Đây chính là những cái vân âm đức ở bên trong. Chúng ta thấy đây cũng có một cái vân. Đây cũng là một người sống tử tế, có tính nhân văn. Có tính nhân văn, và thậm chí họ là một người trong cuộc đời của họ phải gánh nhiều cái tổn thất hy sinh mất mát của mình. Đây là một điều phải nói theo mình nghĩ là tuyệt vời. Tại vì sao như vậy? Bởi vì bạn này là một Phật tử tại gia. Mà cái sự mất mát, cái sự hy sinh đó nó chính là một cái sự thử thách đối với chúng ta. Cái sự thất thoát, cái sự hy sinh đó chính là cái tập, cái hạnh xả trong cái tứ vô lượng tâm mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Tứ vô lượng tâm đó chính là từ bi, hỷ xả. Mà cái sự hy sinh của bản thân mình cho người khác nó cũng là một cái hạnh để giúp cho chúng ta biết cách xả, và bên cạnh đó nó cũng nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Thì đồng thời hai cái hạnh này nó thực hiện song song như vậy, nó sẽ giúp cho bạn này sẽ có được những cái kinh nghiệm,
những cái ký ức và cái kiến thức, để từ đó nó sẽ phát sinh cái trí tuệ. Chúng ta đi trước cổng chùa, chúng ta hay thường thấy để hai cái từ từ bi và trí tuệ. Thì chúng ta thấy cái cặp này nó đi song song với nhau. Trí tuệ chỉ có khi chúng ta có được cái lòng từ bi. Đó là một cái sự liên thông, liên kết với nhau như vậy. Cho nên một người mà biết cái sự từ bi nó ở một cái mức độ nó cao, thì cái trí tuệ của người đó nhất định phải ở một cái tầng bậc nào đó đẳng cấp cùng với nó, chứ không phải là tự nhiên mà có một cái sự chênh vênh. Chúng ta thấy về cái tướng ta của người này, mặc dù các cái gò nó không cao, nhưng mà được cái bạn này có cái vân ẩm đức, đây là cái điều cứu cánh của bạn này. Và cũng có thể nói đây là tướng tay của một người cũng có một cái sự gia hộ của bề trên. Đây là cái vấn đề nó hơi tâm linh một tí xíu. Nhưng mà tâm linh là chúng ta phải khẳng định là một cái điều nó có thực sự tồn tại trong cuộc sống. Càng ngày khoa học nó đã và đang chứng minh được cái điều này. Chúng ta không mê tín, nhưng mà tâm linh nó là một cái phần trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy bạn này cũng có những cái đường. Cái đường này thì mình không tính đi, nhưng mà cái đường này chính là cái đường cũng thể hiện cái sự thoát tài. Cái sự thoát tài chứ không phải là không có. Những cái đường trên đây nó cũng khá là rối. Rất khá là rối. Nếu nói về cái đường lý tài thì nó cũng không đúng. Bởi vì nó không có rõ ràng. Nó không có rõ ràng. Mà nói về vòng kim tinh thì nó cũng hơi hơi là như vậy. Nó cũng hơi hơi thôi. Cho nên những người này họ cần phải hạn chế về cái vấn đề mà ái dục, thì nó sẽ có được một sự lợi lạc hơn. Tức là cái tình cảm, cái tâm tư của mình á, cần phải có một cái chánh niệm, thì nó mới giúp cho mình vững vàng trên con đường tu học được. Và đặc biệt là một người Phật tử tại gia nữa. Có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể làm cái phước, để từ đó nó giúp cho cái vận mệnh của mình nó tốt đẹp hơn. Mà cái căn bản nó chính là một trong những cái bước đầu tiên căn bản để mà mình tu tập, để đi đến một cái tầng bậc nó cao hơn. Thì Đức Phật cũng đã chỉ đã cho chúng ta rất nhiều cái cách làm phước. Nhưng mà trong cái kinh Tăng A Hàm á, thì tại một cái lần mà Đức Phật tại một cái con sông Ayusa, người đã từng thuyết pháp cho một vị tên là Đại Quân Đầu, mình nhớ là như vậy, và các đệ tử của ngài, thì ngài đã chỉ ra cho chúng ta biết được 7 cái cách làm phước rất lớn. Mà nếu chúng ta làm được một trong các 7 này cách này thôi, thì cái phước của mình nó sẽ là một cái phước không thể cân đong đo đếm được về sau. 7 cái phước đó chính là: thứ nhất là chúng ta xây dựng cái già lam cho tăng. Già lam tức là xây dựng cái trại để cho các chư tăng họ ngồi thiền, họ tu tập. Và thì ở đây cái việc làm thứ hai đó chính là đem giường tọa thí. Đem giường tọa thí. Cái việc làm thứ ba đó chính là cung cấp cho các chư tăng thức ăn. Cái việc làm nữa đó chính là cung cấp về áo mưa. Cái việc làm nữa là cung cấp thuốc men. Và một cái việc làm nữa đó chính là đào một cái giếng nước sạch để cho các chư tăng uống. Và một cái cuối cùng nữa đó chính là ở giữa gần cái đường đi lớn xây dựng nhà để cho người ta có thể tá túc. Thì đó là 7 cái việc làm mà Đức Phật cũng đã từng dạy chúng ta trong cái kinh Tăng Hàm. Nó sẽ đem lại cái lợi lạc vô cùng lớn. Vô cùng lớn. Và đương nhiên trong cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều cách để chúng ta làm phước, tùy theo cái căn cơ, hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người khác nhau. Đôi khi một cái việc làm nhỏ thôi, nhưng mà chính vì cái việc làm nhỏ đó mà làm cho chúng ta hoan hỷ, làm cho người khác vui vẻ, thì
thì cái phước đó nó có thể lớn rất nhiều so với những cái việc làm khác. Mà cái việc làm phước mà nó đi kèm với cái trí tuệ nữa thì cái phước này không thể nào cân đong đo đếm được. Cái phước nó phải đặt đúng chỗ, cái phước đi với cái trí tuệ của nó. Không phải là chúng ta làm phước là được phước đâu, mà nhiều khi cách làm phước của mình không đúng, tức là nó không có trí tuệ, thì không những không được phước mà nhiều khi còn mất phước, bởi vì nó sẽ lãng phí. Thì đó là những cái lời mà mình muốn chia sẻ đến bạn này và cũng như là tất cả các bạn. Hy vọng với những lời phân tích như vậy sẽ giúp cho bạn này ít nhiều có cái định hướng ở trong cuộc sống. Mà chúng ta thấy ở cái khu vực tâm đạo của bạn này cũng có những cái hình này, mình nghĩ rằng đây cũng là hình rất tốt. Cũng có cái cơ sở nhà cửa hoặc đất đai đó, mặc dù không lớn, nhưng mà đó cũng chính là cái mà có thể nói là mình tá túc được, có cái sự gọi là có tài sản tí xíu đó. Nếu như mà bạn này sau này có thêm cái phước nữa thì mình hy vọng rằng những cái điều thuận lợi như ý sẽ đến với bạn ấy. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.